app VietJack. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 2. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu Unit 5 in the classroom, trong phòng học. Cụ thể, ngày hôm nay ta sẽ học Lesson 2. Bây giờ, cô xin mời các em mở sách giáo khoa trang số 24 nhé. Như các em có thể quan sát ở trong sách giáo khoa, bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm có 3 hoạt động, đó là các hoạt động số 3, 4 và 5. Trong đó, hoạt động số 3 và hoạt động số 4 là hai hoạt động nghe, còn hoạt động số 5 là một hoạt động viết. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học với hoạt động số 3. Activity number 3, listen and chant. Hãy nghe và hát và vỗ tay theo bài hát. Trước khi vào bài hát, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát bức hình ở phía bên phải này nhé. Trong bức hình này thì chúng ta có 4 bạn học sinh. Một bạn nữ ngồi ở phía bên trái, một bạn nam thì đang ở trên bục giảng và hai bạn nam còn lại đang ngồi ở phía bàn bên phải. Các bạn học sinh này thì đang làm những cái hoạt động khác nhau phải không nào? Bạn nữ này thì đang giải một câu đố. Bạn nam trên bục giảng thì đang tô màu cho một ô vuông. Và bạn nam còn lại này thì đang trả lời một câu hỏi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau nhìn vào lời bài hát ở phía bên trái. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc nhé. A square. He's coloring a square. A question. He's answering a question. A quiz. She's doing a quiz. One more time. Một lần nữa nhé. A square. He's coloring a square. A question. He's answering a question. A quiz. She's doing a quiz. Trong lời bài hát của hoạt động số 3 này, chúng ta sẽ có 3 cụm từ mô tả hoạt động của 3 bạn học sinh mà cô vừa giới thiệu và bây giờ cô sẽ gạch chân cho chúng ta nhận biết chúng nhé. Thứ nhất, coloring a square, tô màu một ô vuông. Tiếp theo, answering a question, trả lời một câu hỏi. Và cuối cùng, doing a quiz, làm một câu đố. Chúng ta cùng nhau nhắc lại 3 cụm từ này với cô nhé. Coloring a square, tô màu cho ô vuông. Answering a question, trả lời một câu hỏi. Doing a quiz, làm một câu đố. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau nghe bài hát này. Các em sẽ nghe bài hát này 2 lần, sau đó chúng ta sẽ thực hành. Bây giờ là lần nghe số 1. Unit 5. In the classroom. Page 24. Lesson 2. Activity 3. Listen and chant. He's coloring a square. A question. He's answering a question. A quiz. She's doing a quiz. Bây giờ là lần nghe số 2. Unit 5. In the classroom. Page 24. Lesson 2. Activity 3. listen, and chant. A square. He's coloring a square. A question. He's answering a question. Quiz. She's doing a quiz. Chúng ta vừa được nghe bài hát mẫu 2 lần rồi và bây giờ mình sẽ cùng nhau thực hành. Cô sẽ bật nhạc và các em sẽ thay lời bài hát vào để hát và vỗ tay theo nhịp nhé. Hoạt động số 3 này thì ngoài những gì mà cô đã hướng dẫn cho các em thì các em sẽ được thực hành nhiều hơn ở trên lớp. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc hoạt động số 3 và đến với hoạt động số 4. Yêu cầu của hoạt động số 4 là listen and tick. Hãy nghe và tích. Trong bài tập này ta sẽ có 2 câu hỏi. Và mỗi câu hỏi lại có 2 bức hình tương ứng với 2 phương án. Chúng ta lựa chọn phương án nào thì mình sẽ tích vào ô vuông ở bên cạnh đáp án đó. Lưu ý với cô là mỗi câu chúng ta sẽ chỉ có 1 đáp án đúng thôi nhé. Trước khi nghe, mình sẽ cùng nhau nhìn vào các bức hình và tìm ra điểm khác nhau của 2 bức hình này. Đầu tiên, trong câu hỏi số 1, ta thấy rằng hoạt động của 2 bức hình này đều là tô màu. Tuy nhiên, ở bức hình A, chúng mình tô màu cho hình vuông, còn ở bức hình B, ta lại tô màu cho hình tròn. Như vậy, mấu chốt điểm khác nhau đó là về hình dáng. Bức hình A đó là square. Còn bức hình B là circle, hình tròn. Sang đến câu số 2. Trong câu này, chúng ta thấy cả 2 bạn nữ đều đang cầm 1 tờ giấy. Tuy nhiên, nội dung của 2 tờ giấy này thì không giống nhau. Tờ giấy của bức hình A đó là question, câu hỏi. Còn tờ giấy của bức hình B lại là quiz, câu đố. Đây chính là điểm khác nhau của 2 bức hình này mà đã được sách giáo khoa đưa luôn vào trong tờ giấy rồi. Vì vậy nên cô không cần ghi lên trên cho chúng ta giống như bức hình số 1 nhé. Bây giờ mình sẽ áp dụng những gì mà cô vừa gợi ý để nghe và tích cho phương án chính xác. Các em sẽ được nghe 2 lần, sau đó chúng ta sẽ chữa bài. Bây giờ là lần nghe số 1. Unit 5. In the classroom. Page 24. Lesson 2. Activity 4. Listen and tick. 1. He's coloring a square. 2. She's doing a quiz. Lần nghe số 2. Unit 5. In the classroom. Page 24. Lesson 2. Activity 4. Listen and tick. 1. He's coloring a square. 2. She's doing a quiz. Chúng ta đã được nghe bài nghe này 2 lần rồi và cô hy vọng 2 lần đã là đủ để cho chúng ta tìm được phương án chính xác. Bây giờ mình sẽ nghe lại và chữa bài. Unit 5. In the classroom. Page 24. Lesson 2. Activity 4. Listen and tick. 1. He's coloring a square. 1. He's coloring a square. Cậu ấy đang tô màu cho một hình vuông. Đáp án đúng cho câu số 1 là A. Chúng ta cùng tích vào A. Two. She's doing a quiz. Two. She's doing a quiz. Cô ấy đang làm một câu đố. Đáp án đúng cho câu 2 là B. Quiz. Cô ấy đang làm một câu đố. Bây giờ mình sẽ cùng nhau nghe lại để kiểm tra các đáp án vừa rồi. Unit 5. In the classroom. Page 24. Lesson 2. Activity 4. Listen and tick. 1. He's coloring a square. 2. She's doing a quiz. Như vậy là 2 phương án chúng ta vừa đưa ra cho 2 câu hỏi này là đúng rồi. Bây giờ mình sẽ kết thúc hoạt động số 4 và đến với hoạt động số 5. Activity number 5. Look and write. Hãy nhìn và viết. Hoạt động này chúng ta sẽ được luyện viết 2 chữ cái. Sorry, chữ cái Q ở 2 dạng là in hoa và viết thường. Hoạt động này các em sẽ tự mình thực hành tại nhà theo đúng hướng dẫn của sách giáo khoa, đó là mỗi ô vuông chúng ta viết một chữ cái nhé. Cô sẽ hướng dẫn chúng mình hoàn thành bức hình bên dưới. Ở bên dưới ta có 3 bức hình cần phải điền được từ còn thiếu. Bức hình đầu tiên, hình vuông, trong tiếng Anh đó là square. Như vậy chữ cái còn thiếu là Q, square, hình vuông. Bức hình tiếp theo, câu đố. Câu đố là quiz. Ta thiếu chữ cái Q, quiz, câu đố. Và cuối cùng, câu hỏi trong tiếng Anh đó là question. Question, câu hỏi. Chúng ta đã hoàn thành xong toàn bộ 3 hoạt động của Lesson 2 rồi. Video ngày hôm nay của chúng ta cũng sẽ kết thúc tại đây. Cô rất cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.